Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Huyên Linh. Và như các bạn đã biết thì trên tay mình đang là tập 11 Blueberry Oat phiên bản đặc biệt. Thì các bạn hãy cùng unboxing với mình xem là trong cái tập 11 này có gì hay ho nhé. Dạo gần đây thì mình khá là lười khi đi mua truyện offline, thế nên là mình chỉ toàn mua truyện online thôi. Và trước ngày phát hành thì mình đã mua được tập 11 phiên bản đặc biệt trên chi nhánh của nhà xuất bản trẻ tại Vũng Tàu ở trên Shopee. Và giá thành cho một cuốn tập 11 phiên bản đặc biệt này là 125.000, cộng thêm cả ship thì tầm đâu đó về tay mình là 138.000. Trong cái tập 11 phiên bản đặc biệt Blueberry Oat này thì mình sẽ được tặng kèm một cái sketchbook cộng với bìa áo, tức là sẽ có hai cái bìa áo khác nhau, gọi là một cuốn sketchbook được tặng kèm, nhưng với cá nhân mình thì nó giống như một cái cuốn mini artbook hơn. Và trong cái cuốn này thì bao gồm 24 trang với các tranh màu trong truyện và những cái bức tranh mà tác giả đã phác họa ra. Chất giấy thì cực kỳ dày dặn và màu in cũng sắc nét nữa. Kích thước cho một cái cuốn này là 13x19cm. Và chỉ có một chút cái lấn cấn nho nhỏ của cái cuốn sketchbook này, đó là khi chúng ta mở trang thứ tư ra thì cái nhân vật Zataro bị ở giữa trang như thế này thì nhìn nó hơi kiểu bị buồn cười ý. Nhưng riêng cá nhân mình thì với một cái cuốn phiên bản đặc biệt được quà tặng kèm là một cái cuốn mini artbook như thế này cùng với hai cái bìa áo khá là đặc biệt thì mình nghĩ rằng giá thành 125.000 thì cũng không quá đắt đâu mọi người ạ. Tiếp theo thì vẫn là những cuốn sách mà mình đã mua trong các cái đợt phát hành của tuần này. Trên tay mình đang là tập 9 lớp học rùng rợn. Và ở trong tập 9 này thì mình cũng được tặng kèm một cái bookmark PVC trong như thế này. Còn đây thì là Birdman tập 16, tập cuối cùng của cái bộ Birdman của tác giả Yellow Tanabe này rồi. Và nếu như ai chưa sở hữu cái bộ truyện này thì mọi người nên mua nhá. Nó chỉ có 16 tập thôi và giá thành là 30.000 cho một cuốn. Rất đáng để mua bởi vì đây là một trong những tác giả mà mình cực kỳ yêu thích. Và trong mỗi cuốn truyện thì mình đều được tặng kèm một cái postcard rất là đẹp luôn mọi người ạ. Còn đây thì là tập 4 Alice in Wonderland của nhà xuất bản trẻ, cũng là một trong số những cái bộ truyện mình đang đu mà mình cực kỳ thích. Quà tặng kèm cũng rất là đẹp luôn, đó là một cái lá bài đánh số của từng tập một ý. Rất là đẹp luôn và chỉ có giá thành là 35.000 thôi.
Có vẻ như dạo gần đây thì Chú Thuật Hồi Chiến có vẻ đã hơi giảm nhiệt rồi đúng không mọi người? Mình thấy mọi người đã đi mua phiên bản limited của Chú Thuật Hồi Chiến dễ dàng hơn và kiểu còn nhiều hàng hơn ý, không cần phải xếp hàng đi cam hay là mua khó khăn nữa cả. Còn với mình thì mình vẫn chỉ đu phiên bản thường thôi. Ở trong cái phiên bản thường này thì mình cũng vẫn được tặng kèm theo một cái bookmark như thế này. Còn đây là Chainsaw Man tập 7. Chainsaw Man cũng rất là hay luôn. Và cũng như mọi khi thì mình cũng được tặng kèm một cái lót ly này. Và cũng như mọi khi nữa thì mình cũng không sử dụng cái bìa bánh mì này. Mình đều bỏ đi và mình kiểu cất đi ấy, mọi người ạ. Mình thích cái bìa bên trong hơn và mình chỉ sử dụng cái bìa bên trong thôi. Và trong mỗi video unboxing của mình không bao giờ có thể thiếu được một cuốn truyện tranh Boy Love đúng không? Thì trên tay mình đang là tập 4 của Tình Đầu Nhạt Phai phiên bản đặc biệt. Trong phiên bản đặc biệt này thì mình được tặng kèm một cái SNS card trong suốt rất là xinh và cute. Mình nghĩ rằng là ai chưa đu bộ này thì hãy đu ngay bộ này trước khi nó bị hết nhá. Bởi vì đây là một cái bộ truyện Boy Love rất là dễ thương, kiểu Boy Love học đường này rất là cute luôn và kiểu xóp xỉu nữa. Cuối cùng thì cái mini unboxing của mình đến đây là hết rồi. Đây là số truyện mà mình đã mua được trong tuần vừa qua. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip của mình đến đây và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.